Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ của Watch Việt Nam. Hôm nay mình lại kiếm được trên tay một cái chiếc đồng hồ Rado Vintage và mình sẽ ngay lập tức làm video cho các bạn cùng xem. Cái chiếc đồng hồ này đang còn trong tình trạng khá là tốt. Trước tiên là chúng ta sẽ xoay một vòng về chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ Rado cá ngựa còn rất là đẹp. Như các bạn đã quan sát thấy thì chúng ta sẽ có một cái chiếc đồng hồ Rado của cái dòng đồng hồ Cosmic. Cái chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có cái size nó khá là to các bạn nhé. Cái size của chiếc đồng hồ này thì nó rơi vào tầm 35mm. Tuy nhiên là cái bộ tay càng của cái chiếc đồng hồ này thì nó lại khá là cụt. Các bạn xem là hai cái bộ tay càng của nó rất là ngắn, ngắn cụt lùn luôn. Trông nó khá là dị và nó trông có cái gì đó nó hơi baby một chút. Cái chiếc đồng hồ này thì nó sẽ được bọc vàng ở phần trên và phần dưới thì người ta làm từ thép trắng. Đây thì mình đã gắn cho nó một cái bộ dây kim loại linh kiện. Cái dây này cũng là dây bọc vàng nhưng mà tuy nhiên nó không phải dây zin của Rado. Tuy nhiên là nó cũng rất là hợp. Các bạn thấy là nó phối màu rất là tuyệt vời mà khi chúng ta nghiêng qua nghiêng lại dưới ánh đèn vẫn tương đối là tông xuyên tông. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi về mặt số của chiếc đồng hồ này. Đấy, các bạn sẽ thấy là mặt số của chiếc đồng hồ thì nó sẽ được bao bọc bởi một cái lớp kính nhựa ở phần mặt trước. Cái lớp kính nhựa này thì là một cái đặc trưng của những cái chiếc đồng hồ vintage ngày xưa. Nó khá là dễ xước, tuy nhiên là nó có khả năng chống sốc khá tốt và cái việc thay thế đánh bóng cũng dễ dàng hơn kính sapphire rất là nhiều. Ở phần mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái mặt số nó được làm, như các bạn thấy là nó sẽ đánh trải tia mặt trời có màu trắng bạc. Mặt số đang còn trong tình trạng cực kỳ là tốt và mình sẽ nhìn qua nhìn lại cho các bạn xem. Những cái phần xước này thì nó nằm ở trên cái phần mặt kính ở trên rồi, chúng ta có thể đánh bóng được. Toàn bộ tất cả những cọc số trên chiếc đồng hồ thì nó đều là cọc số nổi, nó làm nổi rất là cao các bạn nha. Các bạn sẽ thấy đây, khi mình nghiêng qua bên góc này thì các bạn sẽ nhìn rõ cái mặt số của chiếc đồng hồ này nó được làm nổi cao hẳn lên giống như những cái khối hình trụ và ở trên có cài đá đen. Đấy, trừ những cái vị trí là 6 giờ, 9 giờ và 12 giờ thì nó sẽ không có. Trông khá là độc đáo và có cái gì đó là cảm giác nó hơi 3D một chút. Ở vị trí 12 giờ thì chúng ta có logo màu neon đặc trưng của hãng đồng hồ Rado và bên dưới chúng ta có dòng chữ Rado được in nổi có màu vàng. Ở bên góc 9 giờ chúng ta có dòng chữ Cosmic, một cái dòng sản phẩm mà bán tương đối chạy của Rado những năm thập niên 60. Ở bên góc 3 giờ chúng ta có một ô lịch ngày. Đây là ô lịch đỏ, các bạn thấy là nó được bao bọc bởi một cái khung nó cũng khá là dày. Về cơ bản là những cái cọc số cũng như là cái ô lịch này nó tạo cho chúng ta cảm giác nó dày dặn và nó tương đối là dày và nó 3D một chút. Ở bên phần trung tâm chúng ta có một bộ ba kim, đó là kim giờ, kim phút và kim giây. Bộ kim giờ và kim phút có màu vàng và cái kim giây này thì nó là có cái màu đỏ trông khá là độc đáo. Thì về cơ bản cái chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có cái tính năng nó tương đối là đơn giản thôi, nó chỉ bao gồm giờ, phút, giây và thêm một ô lịch ngày. Một cái tính năng tương đối là đơn giản và thường thấy trên những chiếc đồng hồ vintage ngày xưa, chủ yếu là do cái phong cách thiết kế của cái dòng sản phẩm Rado, từ cái mặt số cho đến logo nó phối trí nó tạo ra chúng ta một cảm giác nó sang trọng hơn những chiếc đồng hồ bình thường khác. Ở chân mốc 6 giờ thì như những chiếc đồng hồ Rado thường thấy các bạn sẽ có dòng chữ Swissmade, là một cái dòng sản phẩm chứng nhận của chiếc đồng hồ được sản xuất theo cái tiêu chuẩn của thụy sĩ. Đi sang phần thân vỏ của chiếc đồng hồ này thì đây là một cái chiếc đồng hồ nó đi theo cái trường phái Redshot, cho nên là các bạn thấy là nó là dạng đồng hồ vỏ tròn thông thường. Tuy nhiên là như mình đã nói ngay từ đầu là cái bộ tay càng của chiếc đồng hồ này để thiết kế nó trông nó khá là buồn cười. Các bạn thấy là nó cụt lủn, hơi ngắn. Cái bộ tay càng này trông nó khá là cute, nó nhìn nó ngắn hơn hẳn so với nhiều cái chiếc đồng hồ vintage khác. Và khi cầm lên tay thì mình trông cũng hơi buồn cười một chút. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ được bọc vàng ở phần trên. Tất nhiên là đây là một chiếc đồng hồ vintage cho nên là chúng ta không thể tránh được những cái vết xước trong quá trình sử dụng. Cái việc là chúng ta không tránh khỏi rồi. Ở đây có một số chỗ là nó sẽ chuyển sang cái màu tiết đỉa. Anh em nào chơi đồng hồ lâu năm thì biết là đây là cái màu chuyển ở bên trong màu vàng. Khi mà chúng ta sử dụng một cái chiếc đồng hồ hoặc là lưu trữ có một thời gian rất lâu không sử dụng thì nó cũng sẽ chuyển sang cái màu này. Cái màu tiết đỉa này chúng ta dùng khăn lau vàng chúng ta lau thì cũng có thể xử lý được, không có vấn đề gì cả.
mã số của radio ngay trên đỉnh đầu. Nói chung là về cơ bản phần thân vỏ đang còn là tương đối là đẹp. Ở bên góc 3 giờ chúng ta có logo nguyên zin của hãng radio đây. Đây là cái núm chỉnh sửa cơ bản thôi, cũng không có gì đặc biệt. Đây là một cái dạng núm ẩn các bạn nhé. Đấy, cái dạng núm ẩn là cái núm mà nó khi mà chúng ta khớp vào thì nó sẽ ẩn sâu ở bên trong thân vỏ, nó tạo ra chiếc đồng hồ nó không lộ núm ra ngoài. Thực ra nó cũng có lộ một chút nhưng mà nó không bị lộ quá giống như những cái bộ núm bình thường khác. Lập ra nắp đáy phía sau thì chúng ta có một cái nắp đáy nó được làm mà từ thép không gỉ. Cái nắp đáy này thì nó sẽ có logo cá ngựa và là có dạng nắp đáy bát giác. Đây là một cái nắp đáy đặc trưng của những cái dòng sản phẩm radio cao cấp ngày xưa. Đó. Ngày xưa mà chỉ cần là cầm cái dòng mà sản phẩm mà lật cái nắp đáy lên, nhìn thấy mấy con ngựa này là chúng ta đã biết là một cái dòng sản phẩm cao cấp và đắt tiền của radio rồi. Vì thời bao cấp thì mua được cái dòng sản phẩm hai cá ngựa này là cũng không có nhiều. Và bên cạnh đó thì chúng ta ở đây có một cái bộ dây. Cái bộ dây này thì nó lại là cái dây bọc vàng các bạn nhé. Nó không phải dây zin của radio. Đây là một cái bộ dây bọc vàng của Nhật. Tuy nhiên là cái độ mới của nó rất là cao và khi chúng ta phối màu với cái chiếc đồng hồ này thì nó lại cực kỳ là hợp. Cái bộ dây này thì nó do cái tai càng này thiết kế khá đặc biệt cho nên là chúng ta lại gắn cái bộ dây nó hơi thụt xuống một chút. Tuy nhiên cũng không có ảnh hưởng gì đến khi mà chúng ta đeo lên cổ tay cả. Bộ dây nó ra là còn rất là đẹp. Mình sẽ thử lên tay cho các bạn xem. Khi lên tay thì nó sẽ trông như thế này. Nói chung là về cơ bản cái dòng này thì đã tương đối lâu đời rồi và rất là đẹp. Nói chung là về cơ bản về mặt thị giác thì nó tạo ra chúng ta một cảm giác nó sang trọng khi mà chúng ta đeo lên cổ tay. Cái dòng này thì nó lại có cái thiết kế nó hơi già dặn một chút, và cho nên là bác nào anh em nào mà có tuổi từ trên 30 thì chúng ta đeo vào nó mới hợp được. Đó, và nó cũng là một dạng đồng hồ wristwatch cho nên là nó hợp với anh em công sở thường mặc áo sơ mi trắng hoặc là áo cọc tay, nhưng mà cũng là áo sơ mi trắng luôn thì nó hợp hơn. Thì các bạn thấy là cái sản phẩm nó cũng tương đối là bắt mắt về mặt thị giác. Tất nhiên là đối với anh em trẻ thì đeo cái dòng này thì nó hơi già, nhưng mà là dành cho anh em nào tầm 35 tuổi trở lên, các bác nào 40-50 tuổi đeo là càng tuyệt vời. Giá thành thực ra nó cũng không quá rẻ, nhưng mà đối với một cái dòng sản phẩm như thế này thì đeo cũng rất là hợp. Mình sẽ xoay một vòng nữa cho các bạn cùng xem. Rồi, video sẽ chấm dứt ở đây. Hẹn các bạn em các video clip lần sau. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video clip mới nhất nhé.